Hôm nay Liên sẽ làm cái món củ cải khô bên Việt Nam hôm bữa Liên đem qua đó của chú anh chị. Liên ngâm rồi Liên rửa rất là sạch rồi. Mà Liên ngâm có chút xíu rồi của chú anh chị mà nó nở ra nhiều ghê nha. Cái này chắc là Liên Liên sẽ kho kho với thơm với lại thịt đó cô chú anh chị. Đúng ra là Liên kho với thơm thôi mà tại vì thấy có củ cải khô hôm bữa đem Việt Nam qua đó. Thì Liên Liên ngâm mà sao Liên ngâm có chút xíu mà nó nở ra nhiều quá luôn. Cái này là chắc Liên kho không có hết rồi. Liên phải rửa hai ba nước rồi cô chú anh chị, nó rất là ngon luôn. Nó không có mặn. Ở nhà Liên cho Liên sẽ kho một nửa thôi tại vì có nguyên trái thơm nữa. Cho nên Liên kho này một nửa thôi. Còn một nửa Liên sẽ quay cho nó sạch cái nước đó, nó ráo cái nước mình vắt khô xong rồi mình quay sơ lại cho nó sạch nó ráo cái nước. Xong cái Liên bỏ vô trong cái hộp, Liên để trong tủ mát, chắc bữa nào Liên Liên khèo với dầu ăn của chứ anh chị. Mình kho với dầu á. Khèo với dầu mình ăn thôi. Chứ nhiều quá kho không có hết, nguyên một trái thơm bự nữa. Rồi Liên vớt lên cho ráo tại vì Liên cũng làm mấy nước rồi. Rửa rồi ngâm. Liên ngâm cái này Liên ngâm hồi hồi tối Liên xả đông đá ra tại vì đem qua rút chân không á để bỏ trong đông đá luôn. Cái này hồi xưa Liên ăn á cô chú anh chị không có kho với thịt đâu. Liên ăn Liên chỉ có khử tỏi lên bỏ dầu, khử tỏi thiệt là nhiều dầu một chút. Cái mình bỏ cái này vô nè. Cái mình khèo nó lên cho nó khô khô lại đó, cái mình nêm. Tí xíu gì vô bột nêm hay gì đó mình ăn thôi cô chú anh chị. Tại hôm nay Liên có kho kho với thịt với thơm á. Cho nên sẵn là Liên thấy củ cải Liên xả ra luôn mà sau Liên xả ra có một bóc nhỏ thôi mà sao nó rất là nhiều luôn, nở ra nhiều quá luôn đó. Giờ Liên để đây cho nó ráo cô chú anh chị. Ở bên này mà có củ cải khô giống như vậy nó hiếm quá luôn cô chú anh chị ơi, nó hiếm lắm luôn. Cho nên là sẵn dịp hôm trước Liên đi Việt Nam á thì Liên đem qua luôn nè cô chú anh chị, nhìn rất là ngon ha, giờ nó nở ra rất là ngon luôn. Còn bên đây thì thịt á, thịt Liên kho nè cô chú anh chị. Liên cũng rửa rửa muối rồi xong hết rồi, Liên để cho ráo cũng mấy tiếng rồi. Giờ Liên bắt đầu Liên lấy ra để Liên cắt á, cắt Liên ướp ướp đặng chút chút nữa tối đặng kho đó. Có tí xíu thịt thôi à, cái này chắc cũng cỡ khoảng 700 800 gram thôi cô chú anh chị, chưa tới 1 ký đâu. Lọc củ tỏi xong giờ Liên đặt, Liên sẽ bằm tỏi để mình em Liên ướp trước, ướp trước để chịu cho nó thấm rồi mình mới kho. Có hai chồng mà làm cũng cực quá, cũng nấu đồ ăn nhiều cực. Hôm trước Liên cũng có bình luận của anh chị hay là bạn nào hay là em nào đó, mình cũng không biết ai, nhưng mà cũng có nói là thấy Liên làm đồ ăn nhiều quá đó, thì cũng nói có hai vợ chồng mà làm đồ ăn nhiều quá xong đi ra ngoài đồ ăn. Thật sự ra nếu mà Liên ở Việt Nam á cô chú anh chị, thì nếu mà Liên với Lách mà có hai hai vợ chồng ở Việt Nam á thì Liên cũng sẽ không có nấu đồ ăn mà là mỗi lần nấu phải phải nấu nhiều như bên đây đâu cô chú anh chị ha. Tại vì bên này á, mình cũng rất là muốn mỗi ngày mình ra ngoài mình đi ăn. Nhưng mà tại vì Liên có cái là Liên thích ăn đồ Việt Nam, ai đó thì nó lại ăn đồ Tây nhiều hơn. Bởi vậy cho nên nếu mà hai vợ chồng mà đi chung một chỗ á, thì một đứa ăn thì cảm thấy ngon đúng khẩu vị, còn một đứa kia thì không đúng khẩu vị đó cô chú anh chị. Cho nên bởi vậy cho nên chịu khó nhà Liên nấu đồ ăn nhiều hơn. Nấu nhiều nhưng bỏ tủ lạnh thôi cô chú anh chị. Thì thật ra hai vợ chồng mà mình kho một cái nồi thịt kho thơm với lại củ cải như thế này á là ăn cũng lâu lắm mới hết luôn á. Xắt xong rồi cái Liên bỏ vô trong cái tô luôn, chút Liên ướp luôn, nó khỏi tốn tốn thêm tô dĩa này kia nữa. Tại nó cũng không có nhiều thịt cho nên là Liên xắt Liên bỏ trong cái tô này luôn, cái chút xíu cái bỏ đồ vô ướp luôn. Ở bên Pháp hôm nay nó lạnh rồi cô chú anh chị. Liên ở trong nhà ha, chứ ở ngoài nó rất là lạnh, ở trong nhà thì mình có sưởi đó cho nên là nó cũng đỡ, không khí nó vô mùa thu đó cô chú anh chị. Miếng thịt rất là ngon luôn. Ở bên này ba rọi, ba cô chú nhìn nhìn không, mỡ rất là ít luôn, nó mỏng dánh mỡ rồi cô chú anh chị ha, rất là ngon. Ở bên này tháng tháng mấy ta, tháng 9, cuối tháng 9 là nó còn hơi nóng nóng một chút thôi, nhưng mà sau đó thì nó sẽ trở lạnh rất là nhanh luôn. Mà vô tháng 10 đó có ngày thì nó sẽ nóng, còn có ngày nó cũng nóng nóng một chút nhưng mà buổi tối thì nó lạnh, còn đa số thì nó chỉ trở lại cái mùa vậy thôi, nó kiểu nó chưa vô được hết mùa lạnh đó thì nó như vậy nha. Cho nên nó rất là dễ bệnh luôn chứ gì. Buổi sáng thì nó cỡ khoảng 7 8 độ, sáng sớm nó khoảng 7 8 độ của chú anh chị,
nhưng mà tới khoảng chừng cỡ 3-4 giờ chiều á thì nó sẽ lên cao nhiệt độ chút. Đó, xong rồi cả nhà, cái dầu cũng nhiều lên cả nhà ha, đó, nhiều lắm. Giờ ly sữa, giờ ly ớt để chiều nay thấm cái kho. Nghe cái món thịt kho với củ cải khô nè, với lại thơm nghe cũng thèm rồi chứ chị ha. Mùa lạnh lạnh này nấu tí xíu kho tí xíu thịt gì nè, củ cải nè, thơm nè, cái mình nấu tí xíu cơm thôi, không cần nhiều ha, nó ngon. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây bột nêm á cô chú anh chị, bột nêm. Tại Liên thì thường ăn bột nêm nhiều hơn, giờ mình chỉ nêm sơ sơ vô đây thôi. Rồi cái mình chút xíu nữa cho nó thấm, rồi chiều nay mình kho mình sẽ nêm thêm. Đó, đi Việt Nam qua giờ bột ngọt cũng hết nè ha, chuẩn bị đi mua nữa nè, hết rồi. Mấy cái này mình kho mình phải cần bột ngọt rồi muối, rồi tí xíu muối thôi, tại vì mình có bột nêm rồi đó. Đó, rồi tí xíu nước mắm vô, tí xíu nước mắm nêm cho nó thơm cho nó thấm thôi. Đó, tí xíu dầu này, dầu mè bên đây này cô chú anh chị, dầu mè cho nó thơm á, tại vì Liên á, Liên ướp thịt, Liên thường rất là thích ướp dầu mè luôn cho nó thơm cái thịt á, cho nó ngon. Mình cho chừng tí xíu đường nữa, tại Liên cũng ít ăn đường lắm, thì cho tí xíu thôi. Đó. Rồi cho tí xíu tiêu vô nữa. Cái tay mình có găng tay. Tiêu này Liên cũng đem bên Việt Nam qua, nhờ ở Việt Nam cho luôn á coi anh chị. Đi Việt Nam qua đem đồ quá quá trời nhiều đồ luôn. Này màu, màu mà Liên thắng sẵn á, để kho thịt hay làm này kia mà cũng sắp hết luôn rồi nè. Đó, cái này phải thắng tiếp rồi chứ không 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 thắng thì nó cũng hết. Để lâu mình ăn cũng được, Liên thắng thì ăn ít ít thôi à, xong mà hết Liên mới thắng tiếp cả nhà, chứ thắng nhiều quá ăn không có hết. Đầy đủ nó xong rồi giờ Liên trộn nó lên, dưới đây nó có củ hành rồi đó, củ hành củ tỏi nãy Liên đâm á, trộn nó lên, có dầu mè vô nữa nó rất là thơm luôn đó nha. Hình như là thịt á, thịt là làm gì Liên cũng bỏ lên, ướp thịt kho thịt nè, răm thịt nè, ngay cả cá cũng vậy, Liên cũng bỏ dầu mè vô cộng thêm với lại cái nào, nếu mà mình không ướp củ hành á nó cũng sẽ rất là thơm nha cả nhà, nó có dầu mè nó cũng rất là thơm, còn nếu mà mình có củ hành á thì nó còn thơm nữa. Cái này thịt cho nên là mình nên ướp củ hành ngon cả nhà ha, cái màu rất đẹp luôn. Mình cho tí xíu cái màu mà mình thắng rất là ngon đó. Giờ cái Liên đậy lại, cái Liên để trong tủ mát đó, tới chiều chiều cho nó thấm lại, cái Liên đầu Liên kho thôi đó, cái chị thấy không? Xong rồi đó, thịt tốt xong rồi nhà thấy không, nó xong thịt rồi cái màu rất đẹp luôn ha. Giờ Liên chùm lại cái đồ mà để bọc ở bên Việt Nam nè, mốt Liên mua cho nè đó cả nhà thấy không. Đó, ở Việt Nam giờ tiện đó cả nhà ha, ở bên đây thì phải phải lấy cái này, nhưng mà cả nhà biết sao, cái này á thì chỉ bọc những cái nào bự nhất là như cái tô của Liên gì thôi, chứ nếu mà bự nữa thì nó sẽ không có đủ, nó sẽ bị đứt ra. Bự nữa thì Liên sẽ dùng cái cây giống như bên này, mình kéo cái mình đắp nó vô đó, mình băng nó lại. Rồi xong giờ Liên bỏ tủ lạnh rồi chứ. Nó thơm nè cô chú chị ha. Thơm Liên cũng cắt sẵn luôn. Liên cắt sẵn rồi Liên bọc lại, Liên bỏ trong tủ mát luôn nè cô chú chị. Bọc sẵn luôn rồi. Đó. Ướp tí xíu muối, tí xíu đường cho thấm luôn. Có cái này bọc rất là tiện, tại vì sao nó bọc lại kín đó, nó không có bị hôi cái mùi đó cả nhà. Liên rất là thích cái này cho nên ở nhà Liên mua rất là nhiều cho Liên đem qua luôn. Một bọc như hình như mấy trăm trái mình mua rồi, chắc cũng cỡ mấy ngàn trái. Giờ nào hết thì đi chuẩn bị đi Việt Nam tiếp thì mua tiếp. Tại Liên đi nếu mà không có cô biết thì Liên đi cũng thường đúng không chú anh chị? Mình đi mình làm mấy công việc của mình á, mấy công việc của Liên á, cho nên là Liên đi rất là thường. Nếu mà không có cô biết thì đi rất là thường đó. Xong rồi. Thịt kho với thơm chiều nay kho của chú anh chị. Liên thì công việc của Liên á là thường phải mình buôn bán đồ trên mạng đó, cho nên là mình phải đi đi về về rất là thường luôn. Nhưng mà tại vì mấy năm vừa rồi đó Covid á, Liên không có đi thường của chú anh chị, cho nên là chắc chắn là sau Covid bây giờ mình đi lại bình thường rồi thì Liên sẽ đi rất là thường xuyên.
Cho nên sẵn đây Liên cũng nói luôn trong video, nếu mà cô chú anh chị các bạn các em nào mà biết được cái trang Facebook của Liên này kia để bán đồ đó, thì nếu có cần gửi mua cái thứ gì ở bên Pháp thì Liên sẽ mua để gửi cho cô chú anh chị, còn nếu không thì cái đợt Liên về đó thì Liên sẽ mua để đem về nếu cô chú anh chị có dặn cái gì ha. Lâu lâu mình quay video mình cũng cũng quảng cáo luôn cả nhà, tại vì cũng lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Liên cũng quay video mà Liên cũng không có ở trong video, ở bên đây thì Liên cũng không có nhắc gì tới thường, không có nhắc gì tới thường lắm cái vụ mà những cái buôn bán đồ của Liên, hoặc là nhận order, đặt đờ hàng dùng những cái đồ mà của bên Pháp mà cô chú chị cần đấy, thì cái gì cứ việc nhắn tin lên Facebook của Liên nha. Bây giờ Liên tranh thủ Liên kho cái nồi thịt kho thơm á cô chú anh chị, với lại củ cải nè, Liên kho chín rồi, giờ Liên để riu riu thôi, chút nữa tối về ăn á, khi nào ăn á là Liên sẽ hâm trở lại thôi, tại chút nữa đi siêu thị đồ đó, đi mua IKEA mua đồ đó, cho nên sợ tối chục tối về quá không có thời gian. Bên đây Liên đang xào rau muống đó, một mình Liên mà với Alex mà Liên xào một nồi rau muống, tại nhiều quá không Liên cái chảo không có xào hết cô chú anh chị, cho nên phải lấy cái nồi bự bự thì nó xào được rau muống đó. Bữa Liên mua mà không có ăn cho nên giờ sợ nó hư nên phải xào hết, nếu Liên tối Liên về Liên ăn không hết thì Liên sẽ bỏ tủ lạnh thôi cô chú anh chị, chứ không biết sao hết, chứ để không là sẽ hư hết đó. Một nồi rau muống nó chừng luôn chứ trời ơi, bây giờ lo xào cái này, cái Liên tắt bếp, rau muống chín Liên tắt bếp, ở bên đây nó chín rồi cô chú anh chị, giờ Liên để cho nó riu riu, nó rút lại nữa thôi, cái tối mình giờ mình hâm lại ăn thôi, nó rất là ngon luôn cô chú anh chị ha. Đó, cái nồi thịt kho thơm của Liên, kho thơm với lại củ cải mà củ cải khô đó. Đó rất là ngon luôn. Liên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video hôm nay mà Liên làm cái món thịt kho thơm với lại củ cải khô với lại Liên xào rau muống. Với rau muống xào tỏi rất là ngon cô chú anh chị, ngon quá, ăn với lại cái thịt kho thơm.